Ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện. Bởi thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng. Đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc. Ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn tới với video tóm tắt tình hình thế giới ngày 14 tháng 3. Đây là một dạng video mới, một series mới, nơi mà chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức quan trọng nhất trên toàn thế giới trong 24 giờ qua. Và vì tin tức thế giới là rất nhiều, vì vậy chúng ta sẽ điểm qua một số tin chính cần chú ý. Và nếu như bạn có thêm thông tin gì thì hãy chia sẻ với mọi người trong phần bình luận nhé. Armenia quyết giữ áo quay lưng với Nga. Thủ tướng Pashinyan cho hay Armenia nhiều lần cảm thấy thất vọng vì đồng minh Nga và muốn xích lại gần hơn với phương Tây. Chúng ta cần biết rõ chúng ta thực sự có thể duy trì mối quan hệ quân sự, kỹ thuật và quốc phòng với ai. Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày 2 tháng 2 nói với đài phát thanh công cộng Armenia khi được hỏi về kế hoạch cải cách lực lượng vũ trang của đất nước. Trước đây 95-97% quan hệ quốc phòng của chúng ta là với Nga. Bây giờ điều này là không thể vì cả lý do khách quan lẫn chủ quan. Ông cho biết thêm rằng Armenia nên suy nghĩ đến mối quan hệ an ninh mà họ có thể xây dựng cùng Mỹ, Pháp, Ấn Độ hay Georgia. Ông cũng đặt câu hỏi liệu Armenia có nên tiếp tục là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu hay không. Đồng thời khẳng định Armenia cần một chiến lược an ninh quốc gia mới và sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội. Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo việc Armenia rời CSTO hoàn toàn không có lợi cho nước này. Armenia, nước Cộng hòa thuộc Liên Xô, giáp Georgia, Azerbaijan, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã dựa vào Nga như một đồng minh quan trọng. Nga hiện đặt một căn cứ quân sự ở Gyumri, cách thủ đô của Armenia khoảng 90 km về phía Tây Bắc. Mối quan hệ giữa Nga và Armenia đã trở nên xấu đi trong thời gian qua. Thủ tướng Pashinyan nói Nga khiến cho Armenia thất vọng sau khi không thể ngăn cản Azerbaijan phát động chiến dịch chớp nhoáng hồi năm ngoái nhằm giành quyền kiểm soát vùng Nagorno-Karabakh tranh chấp, khiến cho người gốc Armenia sống ở đó phải sơ tán. Nga phản bác lại rằng thất bại của Thủ tướng Pashinyan trong việc quản lý các cuộc cạnh tranh phức tạp ở Nam Caucasus là nguyên nhân khiến cho nhóm vũ trang dân tộc Armenia ở Karabakh thất thế, đồng thời cảnh báo phương Tây đang cố gắng chia rẽ Yerevan và Moscow. Trong khi đó, Azerbaijan cáo buộc Pháp gieo mầm mống cho một cuộc xung đột mới bằng cách cung cấp vũ khí cho Armenia. Thủ tướng Pashinyan tháng trước đã thảo luận về hợp tác với Javier Colomina, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký NATO tại vùng Caucasus và Trung Á. Nga muốn làm rõ việc Armenia rút khỏi Hiệp ước An ninh Tập thể. Nga cho biết sẽ duy trì liên lạc với Armenia để làm rõ tư cách thành viên của Yerevan sau khi nước này tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tháng trước tuyên bố Yerevan sẽ rút khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO nếu tổ chức này không tuân thủ các nghĩa vụ và xác định khu vực chịu trách nhiệm của mình. Tôi chắc chắn chúng tôi đã nghe những tuyên bố này. Rõ ràng còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi cần duy trì liên lạc với Armenia cả trong CSTO và ở cấp độ song phương. Chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề và tổ chức các cuộc tham vấn liên quan đến tuyên bố của Thủ tướng Armenia. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13 tháng 3 cho hay, ông Peskov từ chối trả lời câu hỏi về cách CSTO nhìn nhận tuyên bố của Thủ tướng Pashinyan. Đó là câu hỏi dành cho CSTO. Chúng tôi không nên nói thay, ông lưu ý. Khi được hỏi liệu trình tình hình hiện tại có thể là cơ sở để triệu tập hội nghị thượng đỉnh bất thường của tổ chức hay không, ông Peskov nói, một lần nữa, việc phụ thuộc vào quyết định của CSTO. CSTO là khối do Nga dẫn đầu, được thành lập vào năm 1992 với 5 thành viên còn lại gồm Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan. Tương tự NATO, hiến chương CSTO cũng có điều khoản về phòng vệ tập thể, có hành động tấn công một thành viên đồng nghĩa tấn công cả khối. Quan hệ song phương giữa Armenia và Nga xấu đi trong những tháng gần đây. Ông Pashinyan tháng trước nói Nga khiến cho Armenia thất vọng sau khi không thể ngăn cản Azerbaijan phát động chiến dịch chớp nhoáng hồi tháng 9 năm 2013 để giành quyền kiểm soát vùng Nagorno-Karabakh, khiến cho người gốc Armenia sống ở đó phải sơ tán. Ông cũng tuyên bố đình chỉ tham gia Hiệp ước An ninh Tập thể với Nga. Nga phản bác rằng thất bại của Thủ tướng Pashinyan trong việc quản lý các cuộc cạnh tranh phức tạp ở Nam Kavkaz là nguyên nhân khiến cho lực lượng ly khai thân Armenia ở Nagorno-Karabakh thất thế, đồng thời cảnh báo phương Tây đang cố gắng chia rẽ Yerevan và Moscow. Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo việc Armenia rời CSTO sẽ là diễn biến gây tổn hại cho chính đất nước này. Armenia trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Pashinyan bắt đầu từ năm 2018 đã tìm mọi cách thoát lệ thuộc an ninh vào Nga và mở rộng quan hệ với phương Tây.
Những động thái này khiến cho Moscow không hài lòng và nhiều lần chỉ trích chính quyền Pashinyan có biểu hiện chống Nga. Ngoại trưởng Armenia Azaras Mizoyan ngày 8 tháng 3 cho biết nước này đang cân nhắc gửi đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu. Các chuyên gia cho biết chắc chắn trong thời gian tới, tình hình ở khu vực ngoại Kavkaz, nơi được coi là trọng yếu với miền nam nước Nga, có thể lâm vào tình trạng bất ổn. Tình báo Mỹ nói về trật tự thế giới mới. Tình báo Mỹ đánh giá Mỹ phải đối mặt với trật tự thế giới ngày càng mong manh do cạnh tranh quyền lực, thách thức xuyên quốc gia, xung đột khu vực. Trong một bản đánh giá đe dọa thường niên năm 2024, các cơ quan tình báo Mỹ ngày 11 tháng 3 viết: một Trung Quốc đầy tham vọng nhưng đầy lo lắng, một nước Nga hay đối đầu, một số cường quốc trong khu vực như Iran và các chủ thể phi nhà nước có năng lực hơn trong thách thức các quy tắc lâu đời và hệ thống quốc tế cũng như vị thế của Mỹ trong đó. Theo hãng tin Reuters, báo cáo chủ yếu tập trung vào các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga. Những đối thủ lớn nhất của Mỹ hơn 2 năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý đến nguy cơ xung đột rộng hơn liên quan đến chiến dịch chống lại Hamas của Israel ở dải Gaza. Báo cáo cho biết Trung Quốc đang hỗ trợ kinh tế và an ninh cho Nga. Báo cáo cũng cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sử dụng công nghệ để cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ngoài ra, báo cáo đề cập đến các mối đe dọa về thương mại, từ đó lưu ý rằng quan hệ về thương mại giữa Trung Quốc và Nga gia tăng kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine và xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc có tiềm năng sử dụng cho mục đích quân sự tăng hơn 3 lần kể từ năm 2022. Bên cạnh đó, trong lời điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc Tình báo Quốc gia Andrew Harness lưu ý cuộc xung đột ở Gaza giữa Israel và Hamas có thể gây bất ổn toàn cầu. Bà Harness nói, cuộc khủng hoảng ở dải Gaza là ví dụ rõ ràng về việc tình hình trong một khu vực có tiềm năng tác động rộng hơn và thậm chí toàn cầu như thế nào. Theo bà Haines, các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu trên Biển Đỏ và các nhóm Al-Qaeda và ISIS đã nhận được sự chỉ đạo từ những người chống lại lợi ích của Israel và Mỹ. Trong khi đó, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray bày tỏ lo ngại về những tác động khủng bố từ việc nhắm mục tiêu tiềm năng vào các điểm yếu ở biên giới. Theo ông Gray, các mối đe dọa với nước Mỹ đã tăng lên cấp độ hoàn toàn mới. Israel sẽ tiếp tục đến khi xóa sổ Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục khẳng định mục tiêu loại bỏ lực lượng Hamas và giành chiến thắng trong tầm tay. Trong bài phát biểu trực tuyến trước tổ chức AIPAC thân Israel ở Washington ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiến hành cuộc tấn công vào Rafah, một thành phố gần biên giới Gaza với Ai Cập và là nơi ẩn náu cuối cùng của khoảng 1,5 triệu người. Thành phố Rafah và khu vực xung quanh trở nên đông đúc người tị nạn sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF kêu gọi người dân Palestine chạy khỏi phần phía bắc của dải Gaza. Thủ tướng Israel liên tục bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của quốc tế, cho rằng IDF phải xóa sổ các thành trì còn lại của Hamas. Để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, chúng ta phải xóa sổ các tiểu đoàn Hamas còn lại ở Rafah. Nếu không, Hamas sẽ lại tập hợp, tái vũ trang và giành lại Gaza. Sau đó chúng ta sẽ quay lại chiến trường. Và đó là một mối đe dọa mà chúng tôi không thể chấp nhận được, ông Netanyahu tuyên bố. Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc ở Rafah, đồng thời giúp cho dân thường thoát khỏi nguy hiểm, nhà lãnh đạo Israel nói thêm. Các chiến binh Hamas đã mở chiến dịch tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, khiến cho khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt hơn 200 con tin trở về Gaza. Ông Netanyahu đáp trả bằng cách tuyên chiến với nhóm chiến binh Palestine và áp đặt một cuộc bao vây gần như toàn bộ khu vực này. Theo cơ quan y tế Gaza, chỉ trong hơn 5 tháng giao tranh, lực lượng Israel đã khiến cho hơn 31.000 người Palestine, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng. Quốc hội Pháp thông qua chiến lược hỗ trợ Ukraine trong 10 năm tới. Với 372 phiếu thuận, 99 phiếu chống và 101 phiếu trắng, Quốc hội Pháp tối ngày 12 tháng 3 đã thông qua thỏa thuận an ninh song phương Pháp-Ukraine được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký tại Paris giữa tháng 2 năm 2024. Theo các nội dung chính của thỏa thuận, Pháp cam kết dành 3 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, hỗ trợ Ukraine cải thiện năng lực, phòng không và không quân, thiết lập quan hệ hợp tác sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine và sẽ cung cấp sự trợ giúp an ninh nhanh chóng và toàn diện cho Ukraine trước các cuộc tấn công trong tương lai. Bên cạnh đó, Pháp và các đồng minh sẽ tăng cường hợp tác dân sự, hỗ trợ Kiev trong các cuộc chiến về truyền thông, an ninh mạng cũng như tham gia công cuộc tái thiết trong tương lai, nhất là giúp đỡ Ukraine để trở thành thành viên của EU và có thể cả NATO.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, hai đảng phái đối lập lớn thứ hai và thứ ba tại Quốc hội Pháp là Đảng Cực hữu, Tập hợp quốc gia và Đảng Cực tả, Nước Pháp bất khuất, lần lượt bỏ phiếu trắng và phiếu chống do lo ngại trước lập trường ngày càng cứng rắn của Tổng thống Macron về xung đột tại Ukraine có thể đặt ra nguy cơ an ninh đối với nước Pháp. Phát biểu trước Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Pháp ông Gabriel Attal nhấn mạnh, trước tình hình phức tạp hiện nay, thông điệp của Tổng thống thể hiện rất rõ ràng. Nước Pháp sẽ không bỏ rơi Ukraine và về nguyên tắc, Pháp không loại trừ bất cứ lựa chọn nào. Thỏa thuận đã được cân nhắc rất kỹ nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine, nhưng đồng thời cũng không muốn gây chiến sự với Nga và phản đối mọi sự leo thang căng thẳng. Theo các nhà phân tích, thỏa thuận an ninh song phương Pháp-Ukraine có thể được xem là chiến lược hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine trong 10 năm tới, trong bối cảnh cuộc bầu cử châu Âu chỉ còn 3 tháng nữa sẽ diễn ra. Tổng thống Pháp Macron và Liên minh ủng hộ đang cố gắng đưa vấn đề viện trợ cho Ukraine đã trở thành một trong những chủ đề chính của chiến dịch tranh cử nhằm thu hút thêm lá phiếu khi ưu thế đang thuộc về các lực lượng cực hữu, dân túy. Sau Quốc hội, Thượng viện Pháp hôm ngày 13 tháng 3 sẽ xem xét thỏa thuận an ninh song phương Pháp-Ukraine và nhiều khả năng cũng sẽ thông qua. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình vào tối 14 tháng 3 để nói về chiến lược viện trợ của Pháp dành cho Ukraine cũng như giải thích các phát ngôn gây tranh cãi gần đây của ông về khả năng gửi quân đến Ukraine hay việc không đặt giới hạn hỗ trợ đối với Kiev. Ông Putin tuyên bố đưa binh sĩ tới gần biên giới Phần Lan, Thụy Điển, sơ vụ gia nhập NATO. Vấn đề Thụy Điển và Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là một trong số những nội dung mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc đến khi ông trả lời phỏng vấn hãng RIA và kênh truyền hình Russia 1 của Nga đăng ngày 13 tháng 3. Ông Putin cho biết quyết định gia nhập NATO của hai nước này được đưa ra dựa trên những cân nhắc về mặt chính trị và rằng họ rất muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ phương Tây dưới hình thức che chở nào đó. Đây là bước đi hoàn toàn vô nghĩa xét từ quan điểm bảo vệ lợi ích quốc gia của họ, ông Putin bình luận. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc phỏng vấn trên, ông Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai binh sĩ và hệ thống tấn công tới gần biên giới Phần Lan và Thụy Điển sau khi hai nước này gia nhập NATO. Chúng tôi không có binh sĩ ở đó, khu vực biên giới giáp Phần Lan, nhưng giờ sẽ có. Ở đó cũng không có các hệ thống hủy diệt, nhưng bây giờ chúng sẽ xuất hiện, ông Putin nói. Năm ngoái, Phần Lan đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO, qua đó tăng chiều dài phần biên giới các nước NATO với Nga thêm khoảng 1.300 km. Trong khi đó, Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO tuần trước, không có biên giới trên đất liền giáp với Nga. Nhưng đảo Gotland của Thụy Điển nằm cách căn cứ của hạm đội Baltic của Nga khoảng 300 km. Sau khi Phần Lan gia nhập NATO vào năm ngoái, Tổng thống Putin tuyên bố thành lập quân khu mới để củng cố các vị trí của nước này gần Phần Lan. Tháng 12 năm 2013, ông Putin nói Helsinki chưa gặp bất kỳ rắc rối thực sự nào với Moscow trong nhiều thập niên, nhưng bây giờ sẽ có. Thụy Điển không muốn NATO đặt căn cứ thường trực. Ngoại trưởng Bill Storm khẳng định Thụy Điển không muốn NATO thiết lập căn cứ thường trực và triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Sau khi Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, hai bên đã có những hoạt động chung và tất nhiên sẽ có quân NATO hoạt động trên lãnh thổ. Điều duy nhất Stockholm không muốn là các căn cứ thường trực. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström ngày 12 tháng 3 trả lời hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Billström cũng cho biết Thụy Điển sẵn sàng gửi lực lượng hỗ trợ tới các đồng minh khác. Nước này đang chuẩn bị gửi một tiểu đoàn cơ giới tới Latvia. Trả lời câu hỏi về bất đồng xoay quanh nhu cầu triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu, ông Billström cho hay Stockholm không thấy lý do để vũ khí hạt nhân có chỗ đứng trên lãnh thổ của mình trong thời bình. Ngoại trưởng Billström nhấn mạnh Thụy Điển gia nhập NATO mà không có điều kiện tiên quyết nào về vũ khí hạt nhân, dù hiểu vai trò của nó trong học thuyết phòng thủ và gian đe của liên minh. Ông chỉ ra không có vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ bất kỳ thành viên nào sau thời chiến tranh lại. Thêm rằng, chỉ có 3 thành viên sở hữu vũ khí hạt nhân là Mỹ, Anh, Pháp, nên tôi cho rằng vấn đề này phần nào bị cường điệu hóa, ông nói. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cùng ngày tái khẳng định lập trường của liên minh về vấn đề này, nhấn mạnh NATO không có kế hoạch tăng số lượng đồng minh có vũ khí hạt nhân. Thụy Điển chủ trương trung lập về mặt quân sự trong nhiều thập kỷ, song thay đổi lập trường sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Thụy Điển cùng Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022. Nước này chính thức gia nhập NATO sau khi bàn giao văn kiện gia nhập cho Mỹ vào ngày 7 tháng 3, mang lại lợi thế lớn về địa chính trị cho liên minh. Haiti khủng hoảng nghiêm trọng. Sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Haiti, Ariel Henry, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt hối thúc các bên tại nước này đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.
Chủ tịch Hội đồng Caribe ngày 12 tháng 3 xác nhận Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã thông báo từ chức với tư cách là người đứng đầu chính phủ của quốc gia Caribe. Ông Ariel Henry hiện đang ở Puerto Rico, vùng lãnh thổ của Mỹ, do không thể quay trở lại Haiti khi đợt bạo lực mới đây bùng phát. Mỹ đánh giá cao quyết định của Thủ tướng Henry, đồng thời hy vọng các bên có thể sớm thành lập hội đồng chuyển tiếp trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ghi nhận thông báo từ chức của Thủ tướng Haiti và kêu gọi tất cả các bên hành động có trách nhiệm hướng tới các thỏa thuận cho phép khôi phục các thể chế dân chủ tại nước này. Chúng tôi rất hy vọng rằng họ sẽ làm như vậy. Thật khó để chúng tôi dự đoán, nhưng tôi nghĩ, như chúng tôi vừa nói trong tuyên bố, điều quan trọng là các chủ thể chính trị phải hành động, có trách nhiệm để tránh bất kỳ bạo lực nào, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh. Sau tuyên bố của Thủ tướng Henry, trong khi một số người dân Haiti hoan nghênh, thì một số khác vẫn hoang mang trong bối cảnh bạo lực băng nhóm tiếp diễn và chưa có một hướng đi cụ thể giúp ổn định đất nước. Điều kiện an ninh tại Haiti vẫn rất đáng lo ngại khi băng nhóm có vũ trang tiếp tục kiểm soát sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng. Hiện vấn đề được dư luận quan tâm nhiều nhất là khi nào sứ mệnh hỗ trợ an ninh sẽ được triển khai để giúp Haiti củng cố lực lượng cảnh sát và lập lại trật tự. Bất ổn chính trị bao trùm Haiti kể từ khi Tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát vào tháng 7 năm 2021, khiến Thủ tướng Ariel Henry trở thành lãnh đạo lâm thời của đất nước. Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong những ngày gần đây sau khi các nhóm vũ trang tấn công vào nhà tù lớn nhất Haiti để 3.500 tù nhân trốn thoát, khiến cho chính phủ Haiti buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Cả ông Trump và Biden đều cắn đích đề cử ứng viên tổng thống. Theo Edison Research, Tổng thống Joe Biden cần 1.968 phiếu đại biểu để giành được đề cử của Đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 năm nay. Ông đã vượt qua con số này vào tối 12 tháng 3 sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ của bang Georgia, Mississippi, Washington, quần đảo Bắc Mariana và các thành viên Đảng Dân Chủ sống ở nước ngoài. Vài giờ sau, cựu Tổng thống Donald Trump cũng giành được 1.215 phiếu đại biểu cần thiết để chắc suất đề cử của Đảng Cộng Hòa với kết quả bầu cử sơ bộ ở bang Georgia, Hawaii, Mississippi và bang Washington trong ngày 12 tháng 3. Cử tri bây giờ có quyền lựa chọn về tương lai của đất nước này. Chúng ta sẽ đứng lên và bảo vệ nền dân chủ của mình hay để người khác phá bỏ nó. Chúng ta sẽ khôi phục quyền lựa chọn và bảo vệ các quyền tự do của mình hay để những kẻ cực đoan tước đoạt chúng. Ông Biden nhấn mạnh trong tuyên bố sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ tại 4 bang. Kết quả của các cuộc bầu cử sơ bộ ngày 12 tháng 3 về cơ bản đã được xác định trước. Ở phía Đảng Dân Chủ, ông Biden gần như không gặp thách thức nào. Ông mới để thua duy nhất một đối thủ Jason Palmer tại cuộc bỏ phiếu vùng lãnh thổ Samoa, nơi chỉ có 6 phiếu đại biểu. Trong khi đó, ở phía Đảng Cộng Hòa, suất đề cử chính thức gần như chắc chắn thuộc về cựu Tổng thống Donald Trump, ngay khi bà Nikki Haley tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử với chuỗi thất bại trong ngày siêu thứ ba. Bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay gần như chắc chắn sẽ xảy ra là cuộc tái đấu giữa ông Biden và ông Donald Trump. Đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 70 năm một Tổng thống đương nhiệm Mỹ chạy đua tranh cử với người tiền nhiệm. Dù không phải là màn tái đấu đầu tiên trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng cuộc bầu cử năm nay vẫn được đánh giá là sẽ chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ nước Mỹ phải lựa chọn giữa hai ứng cử viên nhiều tuổi như vậy, khi ông Joe Biden đã 81 tuổi và ông Donald Trump đã 77 tuổi. Cũng chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại của họ phải lựa chọn giữa hai ứng cử viên tiềm năng và đều từng là Tổng thống Mỹ, nhưng lại có tỷ lệ ủng hộ thấp như hiện nay. Chưa bao giờ có một chiến dịch tranh cử nào lại diễn ra theo kiểu chia đôi đường đi với phòng xử án khi cựu Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự và nhiều vụ kiện dân sự khác. Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden phải đối mặt với những hoài nghi về tuổi tác và thể lực để tiếp tục phục vụ trong vai trò Tổng thống. Theo cuộc thăm dò của Wall Street Journal, ông Biden sẽ phải thuyết phục một lượng lớn người dân Mỹ rằng ông có đủ trí lực để đảm đương vị trí được coi là khó khăn nhất thế giới, vì gần 3/4 số cử tri cho rằng ông đã quá lớn tuổi để tái tranh cử. Ông Trump sẽ phải thuyết phục cử tri rằng các cáo buộc hình sự và các vụ kiện dân sự bất lợi sẽ không theo ông vào Nhà Trắng và cản trở hiệu quả công việc của ông. Cuộc thăm dò của Wall Street Journal cho thấy nếu ông Trump bị kết án, điều đó sẽ làm tổn hại đến vị thế chính trị của cựu Tổng thống. Eleni Kamas, thành viên cấp cao về nghiên cứu, quản trị tại Brookings và là thành viên của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ cho biết, nếu bạn định sử dụng cụm từ chưa từng có tiền lệ thì đúng là như vậy. Donald Trump là một nhân vật độc nhất vô nhị trong nền chính trị Mỹ khi ông không phải là người lãnh đạo một chính đảng được thống nhất bằng một triết lý điều hành nhất quán, mà là người chỉ huy một phong trào được xây dựng dựa trên cá tính của ông. Ông Trump đã thay đổi hầu hết mọi kỳ vọng về cách thức tiến hành các chiến dịch, bao gồm cả việc tìm cách giao tiếp trực tiếp với các người ủng hộ thông qua nền tảng truyền thông xã hội của riêng ông. Ông Trump cũng đã phá vỡ truyền thống khi dành nhiều thời gian để công kích những đối thủ ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa của ông.
Vào thời điểm này, những gì mà ứng cử viên thường làm là cố gắng đoàn kết nội bộ đảng của mình và thu hút những cử tri đã ủng hộ các ứng viên khác trong cuộc bầu cử sơ bộ. Cho đến thời điểm hiện tại, cả ông Trump và ông Biden đều đã hiểu quá rõ về những gì một chiến dịch tranh cử quốc gia thường đòi hỏi. Đối với ông Trump, đây sẽ là lần thứ 3 ông tranh cử tổng thống. Còn đối với ông Biden, đây sẽ là chiến dịch tranh cử thứ 5 của ông với tư cách là ứng viên tổng thống hoặc phó tổng thống. Bởi vì cả hai ứng viên đều đã quá quen thuộc và đã từng là tổng thống, nên không thể nói rằng các cử tri vẫn chưa biết rõ hoặc còn điều gì nghi ngờ về ông Joe Biden hay ông Donald Trump. Điều đó cho thấy chiến dịch tranh cử có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bên ngoài cũng nhiều không kém gì hình ảnh hoặc chính sách của bản thân ứng cử viên. Ông Tony Fabrizio hiện đang làm việc cho siêu ủy ban hành động chính trị PAC, ủng hộ ông Trump cho biết, hiện tại chúng tôi đang tập trung vào vấn đề nhập cư và kinh tế. Nếu trọng tâm chuyển sang các vấn đề mà ông Biden có xu hướng làm tốt hơn thì điều đó sẽ mang lại lợi thế cho ông Biden. Tim Pawlenty, cựu thống đốc bang Minnesota và từng tham gia cuộc đua đề cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa cho rằng cuộc đua hiện nay đang dẫn tới cuộc tái đấu giữa hai đối thủ cũ và điều quan trọng là phải tập trung vào các vấn đề đã thay đổi kể từ năm 2020. Các thành viên Đảng Dân Chủ cho rằng những thay đổi so với lần gần nhất cử tri Mỹ lựa chọn giữa ông Trump và ông Biden vào năm 2020 là quyền phá thai và cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Một điểm đáng lưu ý, màn tái đấu giữa ông Trump và ông Biden là cuộc tranh cử mà rất ít người Mỹ mong muốn. Cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả hai đều có tỷ lệ ủng hộ thấp. Năm 2016, ông Trump và ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đều không được nhiều người ưa thích vì họ đang trên đà giành được đề cử của đảng mình. Khi đó, điều này đánh dấu một điểm thấp trong lịch sử nước Mỹ khi có tới hai lựa chọn bị chỉ trích rộng rãi. Nhưng mức độ không ưa thích đối với hai ứng viên hiện nay thậm chí còn lớn hơn. Cuộc thăm dò của Juno NBC News vào tháng 5 năm 2016 cho thấy 41% cử tri có quan điểm rất tiêu cực đối với bà Clinton và 44% đối với ông Trump. Trong khi đó, tỷ lệ cử tri có quan điểm rất không tán đồng đối với cả ông Biden và ông Trump hiện nay đều ở mức khoảng 50%. Dù vậy, ông Mike Borchian, một nhà thăm dò ý kiến cho Đảng Dân Chủ nói rằng lịch sử không chỉ dẫn gì nhiều với cách đọc con số thăm dò của năm 2024 để dự đoán cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra như thế nào. Và đó là tất cả các tin tức đáng chú ý. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.